Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Dung Lê trên YouTube ạ. Con xin đảnh lễ sư, xin sư từ bi dạy cho chúng con những câu trong bài kinh sám hối. Sanh trong bốn cõi ác, gặp phải ba nạn tai, tám trường hợp bất lợi, năm kẻ thù phá hoại, bốn rủi ro bất hạnh, năm mất mát kiếp người. Chúng con xin tri ân công đức của sư ạ. Sinh trong bốn cõi ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, gặp phải ba nạn tai. Sinh trong bốn cõi ác tránh gọt phải ba cái tai nạn rủi ro bất hạnh. Đó là thì cái này nó cũng là những cái tai nạn rủi ro bất hạnh thường tình trên cuộc đời, như là sinh trong bốn cõi ác cũng là một cái nạn tai, hay là sinh ra mù điếc ngọng câm, mình bị thiếu khuyết các căn, hay đó nó cũng là một cái nạn tai, hay là một cái người có tà kiến không tin Phật pháp này là một cái nạn tai. Thì tám trường hợp bất lợi đó là một cái người mà sinh ra trong cái thời kỳ mà không có Phật pháp, ví dụ như một cái người sinh trước Phật, trước khi mà Đức Phật ra đời nên là không gặp được Phật, thì đấy là một cái bất hạnh. Sinh sau Phật đấy là một cái bất hạnh, hay là sinh ở cái nơi biên địa, hay là sinh trong một cái ta gia đình tà giáo tà kiến, thì đấy cũng là những cái trường hợp bất lợi. Nên là một cái người đấy mà sinh ở trong những cái cõi như nhà cái cõi vô tưởng là một cái bất lợi, vì sẽ không tích lũy được các ba la mật, nên là sinh ở những cái nơi không có thân, như là cái cõi vô sắc, thì đấy cũng là những cái bất lợi. Cái bất lợi ở đây thì nó không hoàn toàn nói là về bất hạnh, mà chỉ là bất lợi thôi. Có thể là có lợi ở cái hiện tại, nhưng mà nó không có tạo được những cái lợi ích ở những cái tương lai lâu dài. Thì một cái người sinh ra ở trên đời như vậy, người vô duyên với giáo pháp của Phật, không được gặp giáo pháp như vậy thì được gọi là bất lợi. Thế là những cái trường hợp bất lợi. Năm kẻ thù phá hoại, nó là kẻ thù về những cái người có quyền chức, chèn ép, kẻ thù về trộm cắp rình rập, kẻ thù như là con cái phá hoại phá gia chi tử, hoặc là gặp những cái thiên tai như là ngạn nước ngạn lửa, thì đấy được gọi là năm kẻ thù phá hoại, bốn rủi ro bất hạnh. Những cái rủi ro này, những cái mà mình sẽ gặp phải, những cái mà mình không không lường trước được, nó có thể gặp những cái tai họa nó ập đến bất cứ lúc nào, như một cái người sinh địa ngục ngạ quỷ súc sinh, đấy cũng được coi là một cái rủi ro. Cái rủi ro thứ hai là một cái người có thể sinh ở trên cuộc đời này nhưng mà mình bị tàn phế, bị tàn tật, cũng là những cái rủi ro. Cái rủi ro có thể là mình tin vào những cái tà giáo, những cái tà thuyết, những cái tư tưởng tà đạo, thì đấy cũng là những cái rủi ro bất hạnh. Hay là một cái người sống trên đời không biết làm phước, nhờ có thân có tâm có khỏe mạnh có trí tuệ nhưng mà chỉ biết hưởng thụ, biết ăn chơi, không có tạo những công đức, không tạo những cái phước lành gì cho tương lai, thì đấy cũng là những cái rủi ro bất hạnh. Còn mất mát kiếp người, nó là mất về người thân, là một sự mất mát, mất về tài sản, mất về thân quyến, mất về mất mát về những cái nó thuộc về những cái lợi ích ở hiện tại, như về sức khỏe, mất người thân, mất về tài sản, mất sức khỏe. Đấy là những cái mất mát nhỏ bé. Còn là mất mát về tri kiến và mất mát về cái chánh kiến, tức là một cái người đấy tin vào những cái tà kiến, đó là cái sự mất mát lớn nhất. Hay là mất mát về giới hạnh, tức là một cái người trước kia thì mình sống có giới đức có đạo hạnh, khi mình thân cận những người ác, cái mình trở thành người ác, làm những cái việc ác, thì tự nhiên là mất về giới hạnh. Hay là một người trước kia mình có tri kiến, có chánh tín, có sự hiểu biết đúng, mà bây giờ mình lại bỏ cái hiểu biết đúng đấy, đi tin theo những cái tà kiến ở trên đời, thì đó là mất về tri kiến, gọi là năm mất mát kiếp người. Thì đấy là những cái pháp phân tích trong cái bài sám hối. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Diệu Trí ạ. Dạ con kính thưa sư, trong tu tập làm sao phân biệt được đâu là ý thức và đâu là tưởng ạ? Khi nào có thực hành đến thiền tuệ mới phân tích ra được các tâm sở ấy, thì mình mới biết được đâu là ý thức còn đâu là tưởng.
Còn trong cái lúc đang tập sự thôi, đang lúc mới tu tập, đang mới sự thực hành ấy, thì nhờ không cần phải nhờ đi phân tích ra rằng đâu là thức, đâu là tưởng, chưa cần thiết. Mà lúc mới đầu bây giờ mình chỉ cần nhận biết là đâu là vọng tưởng, đâu là chánh niệm, thế thôi. Còn tất cả các cái tâm khi nào nó sinh lên nó cũng đều có thức, nó cũng đều có tưởng hết. Thức là cái tâm của cái đó, còn tưởng đó là cái tâm sở, là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giải cần hỷ dục. Đấy là những cái tâm biến hành, những cái tâm biệt cảnh, những cái tâm sở hữu về tịnh hảo hay là sở hữu về thiện bất thiện, phải nó luôn luôn sinh theo. Thì lúc nào mình cũng sống với thức với tưởng hết, nhưng mà cái thức đấy là cái thức thiện hay là bất thiện, cái tưởng đấy là tưởng thiện hay bất thiện thì mình có thể nhận ra được. Khi mình đang tu tập, mình có một cái tư tưởng bất thiện nhưng mình có những cái vọng tưởng khởi nên những cái gì đó, nó là thuộc về tham ái sân hận ôn trầm thị miên trọng hối hoài nghi ngã mạn phóng dật, thì mình phải biết đây là những vọng tưởng, đây là những cái thức bất thiện thì mình cần phải diệt trừ nó. Còn khi mình thực hành những cái pháp về niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp, hay thực hành một cái đề mục thiền, một cái pháp thiền gì đó mà mình biết rằng cái mình thực hành đúng cái pháp thiền đấy để nó ni dục ni tham, thì đó cũng là tưởng trong cái lúc mình thực hành đấy, nhưng nó tưởng, nhưng mà đó là những cái tưởng có lợi ích. Còn có những cái tưởng có hại thì mình phải từ bỏ, những cái tưởng có lợi thì mình cần phải phát triển, chứ không phải là cái tưởng nào cũng là xấu, mà cái tưởng có tưởng tốt tưởng xấu. Thức cũng vậy, không phải là thức nào cũng tốt, mà có những cái thức tốt, có cái thức xấu. Thì chưa cần phải phân, khi nào hành đến thiền tuệ thì hãng phân tích cái đó. Còn bây giờ mình hãy chánh niệm tỉnh giác. Còn trong cái lúc mà nó sinh ra những cái ảo tưởng, rất là nhiều người nó sinh ra những ảo tưởng, thì đó là những người tu tập nó có chuyên sâu một chút, thì nó sinh ra những cái tự tướng nimitta, rồi mình nghĩ đến cái gì nó sinh ra cái cảnh đó. Như là mình nghĩ đến cảnh chư thiên, sinh ra chư thiên, cảnh lâu đài, thì nó sinh ra vì mình đi theo những cái tư tưởng của mình ấy, nó xuất hiện, mình nghĩ đến cái gì thì nó xuất hiện cái cảnh đó, thì đó là tưởng. Ví dụ như là mình đang chú tâm vào một cái gì đó, mình thấy một cái hình tướng thì nó hiện ra, rồi mình chạy theo cái tướng đó, thì lúc đấy là mình sẽ bị ảo tưởng, bị cái hoang tưởng, bị cái loạn tưởng nó chi phối. Thì mình phải cẩn thận để mình đừng đi theo những cái tưởng đó. Thì luôn luôn mình phải thực hành đúng, đó là khi quan sát cái đối tượng gì thì quan sát đúng cái đối tượng đấy, và khi nó xuất hiện cái cảnh gì ở trong tâm, cái tướng gì đừng đi theo nó, thì mình sẽ không bị rơi vào những cái ảo tưởng. Còn nếu như mình không thận trọng, không khéo đi theo thì mình sẽ bị rơi vào những cái ảo tưởng. Có những người cái ảo tưởng như là cứ nghe tiếng nói này. Có những người cái ảo tưởng thì cứ nghe, cứ thấy những cái hình tướng này, những cái kia xuất hiện này. Rồi có người cái ảo tưởng là mình tưởng là mình đã đắc những cái pháp thần thông gì đó cao siêu lắm, có thể thấy được tâm của người khác, hay là quán được những kiếp trước của bao nhiêu người khác, thì đấy là tưởng, đấy là ảo tưởng, đấy là hoang tưởng, đấy là loạn tưởng. Thì cẩn thận đừng để rơi vào những tưởng đấy, bằng cách mình hãy thực hành và đừng có tham lam mong cầu những cái gì đó nó thần thông dị thường gì, thì sẽ không bị rơi vào những cái ảo tưởng đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Trí Vĩ trên YouTube ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, bờ bên kia và bờ bên đây cách nhau bao xa? Tại sao mà Thái tử và Thế Tôn chỉ ở dưới gốc Bồ đề thôi ạ? Con xin sư hoan hỷ giải đáp giúp con. Con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Cái bờ bên kia và bờ bên đây thì đấy chỉ là một cái khái niệm, một cái hình ảnh, một cái thí dụ, một cái pháp thí dụ để diễn đạt cho cái pháp tục đế và những cái pháp siêu thế và cái pháp hiệp thế thôi. Tức là bờ bên đây muốn nói là cái bờ sinh tử, cái bờ si mê, cái bờ luân hồi tái sinh khổ đau. Thì đấy chỉ là một cái hình ảnh ví dụ thôi. Còn muốn nói đến bờ bên kia là bờ giác ngộ, bờ giải thoát, bờ bên đấy là niết bàn, bất sinh bất tử, là cái bờ chấm dứt khổ đau luân hồi tái sinh. Thì nó không có cái khoảng cách về không gian, mà nó cũng không có cái khoảng cách về thời gian. Chỉ một cái khi nào mình còn vô minh,
còn tham ái, mình còn những cái phiền não, mình còn chưa có giác ngộ ra các sự thật thì gọi là còn ở bờ bên này, tức là còn tà kiến, còn vô minh tà kiến. Còn khi nào mình giác ngộ ra được các sự thật thì nó đoạn trừ những vô minh tà kiến đấy ở trong nội tâm mình, thì lúc ấy mình chứng ngộ được niết bàn, mình thấy được cái pháp niết bàn bất sinh bất tử ấy, đoạn trừ được những cái phiền não ở trong tâm ấy, thì được gọi là bờ bên kia. Thì đấy chỉ là một cái hình ảnh ví dụ cho cái sự giác ngộ, cho cái pháp giác ngộ và cái pháp của một cái người chưa giác ngộ. Một cái pháp giác ngộ của bậc thánh nhân thì được gọi là bờ bên kia, còn một cái tâm phàm phu chưa giác ngộ các sự thật thì gọi là bờ bên này. Chỉ là trong một cái niệm mê và niệm ngộ thì dùng cái hình ảnh là bờ bên này bên kia để diễn đạt diễn tả, để ví dụ cho nó sinh động sống động vậy thôi, chứ nó không có cái bờ bên này bờ bên kia giống như là cõi này cõi kia được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả anh ạ. Dạ con kính bạch sư, người đã làm phẫu thuật thẩm mỹ, ví dụ như xăm thì có giữ được tám giới không ạ? Con kính chiên sư ạ. Cái người mà đi làm đẹp thì cái lúc mà vị đó chưa biết tu tập thì vị đó sẽ làm những cái việc đấy, làm đẹp bản thân mình thì nó tăng thêm cái tham ái ngã mạn, và nó đi ngược lại với cái pháp giải thoát giác ngộ tu tâm. Cho nên là khi tu tập mà thọ trì bát quan trai giới thì trong đó có cái giới là không trang điểm, thì cũng có bao gồm cái giới không đi làm đẹp đó. Thì nếu như trước kia mình đã từng làm cái việc đấy rồi và bây giờ mình thọ trì giới thì mình hãy buông nó đi, mình hãy quên nó đi, không có bận tâm đến nó nữa thì cũng không sao cả, không vấn đề gì cả. Vẫn tu tập được bát quan trai giới, vẫn giữ được giới chứ không phải là phạm giới gì. Chỉ có cái là trong cái thời gian mình đang thọ trì cái giới đấy mà mình lại đi làm đẹp ấy thì mới phạm giới, thì mới không đúng giới, giới luật, mới là người không tu tập được. Còn trong cái lúc mà mình đang thọ giới, mình không đi làm cái việc đấy, dù mình đã làm trước kia rồi thì nó không ảnh hưởng, không liên quan, không vấn đề gì hết. Nếu khi mà mình thọ giới mình không làm việc đấy nữa thì cái giới hạnh vẫn thành tựu, không có vấn đề gì. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Thế Trương trên YouTube ạ. Con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi, ngồi thiền thấy ánh sáng là người tâm nhân đúng không ạ? Hay người nhị nhân ngồi thiền cũng thấy ánh sáng ạ? Con xin tri ân công đức của sư và ban tổ chức ạ. Người thấy ánh sáng thì trong kinh thì Đức Phật chỉ nói là cái người vô nhân, người nhị nhân không thể chứng được các pháp thượng nhân như là thiền thông đạo quả thôi, chứ không có nói là cái người đấy không thấy được, có thấy ánh sáng hay không thấy ánh sáng. Thì một cái người thấy ánh sáng khi để mà từ khi thấy ánh sáng mà vào được an chỉ định của một cái pháp thượng nhân là chứng được tầng thiền, vẫn còn một cái khoảng cách rất là xa, rất là lớn. Thì trong số rất nhiều người thực hành thiền mới có người thấy được cái tựa tướng ánh sáng này, và trong rất nhiều những người mà có ánh sáng đấy mới có thể có người phát triển được vào an chỉ định, mới có thể phát triển được vào các tầng thiền. Và kinh của Đức Phật chỉ nói là người tam nhân thì mới chứng đắc được các tầng thiền. Vậy thì chứ không nói là người đấy có thể thấy được ánh sáng hay không. Vậy thì có thể nói là có thể người vô nhân nhị nhân vẫn thấy được ánh sáng, cũng có thể là như vậy nếu như người đấy tinh tấn nỗ lực thực hành. Nhưng chắc chắn là cái người mà đắc được tầng thiền thì sẽ là người tam nhân, và nhìn thì mình chẳng thể biết được ai là người nhị nhân, người tam nhân được. Nên là thực hành thì cứ thực hành thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyễn Thị Mai trên Zoom ạ. Bạch sư, xin sư cho con hỏi, làm sao để nhận biết được minh sư để đi theo ạ? Con xin tri ân công đức của sư ạ. Để nhận biết được đâu là bậc minh sư thì cái này mình cần phải có cái sự thân cận. Như như là mình muốn biết
muốn học pháp với một cái vị minh sư đấy thì mình phải có cái tâm muốn học pháp, như là cái quan điểm, cái tư tưởng của mình, một vị minh sư về cái gì. Nếu như mà mình đang có cái tâm là muốn tầm cầu về pháp học, và mình sẽ cho rằng vị nào thông thạo pháp học vị ấy sẽ là minh sư của mình, thì lúc đấy mình hãy tìm đến những cái bậc mà cái vị ấy thông thạo về pháp học, những vị ấy học thuộc lòng, hay là có cái sự thấu hiểu thấu đạt về những cái pháp học ấy, thì mình hãy thọ trì học pháp với những cái vị ấy. Thì những cái vị có pháp học ấy được gọi là minh sư của những người đang có cái tâm tầm cầu pháp học. Với những người mà đang có cái tâm tầm cầu về pháp hành, vị ấy muốn thành tựu được giới định tuệ, và vị ấy sẽ muốn đi tìm những cái bậc, thì cái minh sư của vị ấy sẽ là bậc có cái sự thực chứng về giới định tuệ, thì vị ấy sẽ tìm đến những bậc có giới định tuệ để vị ấy học cái pháp ấy. Rồi vị ấy sẽ thân cận với những cái vị ấy, thì vị ấy có thể nhận ra được vị này có giới hay không, thì vị ấy quan sát để biết là cái vị này có giữ giới hay không giữ giới, thì vị ấy sẽ biết được là vị ấy có giới, vị này có định hay không. Thì cái vị ấy có thể rất là khó, từ cái pháp thượng nhân ấy, nếu mà nói về để mà nhận biết được một cái người có pháp thượng nhân hay không thì lại không phải là dễ nữa, thì lại là một cái mức khó hơn rất là nhiều. Thì vị ấy sẽ cần phải biết được cái vị ấy có cái tâm định tĩnh hay không, thì có những cái phiền não tham sân si hay không có những cái phiền não tham sân si ấy, thì vị ấy mới nhận biết được vị ấy có giải thoát, có chứng đắc các cái đạo quả hay không, với một cái người đang đi tầm cầu với để thành tựu được cái pháp là chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau. Thì như là trong Thanh Tịnh Đạo có một cái câu nói của ngài Buddha Gosa, đó là một cái bậc đi tìm cầu đến một cái vị đạo sư nào đó để học đạo, thì vị mình không thể đi đến đấy và hỏi những cái vị xung quanh rằng cái vị này có chứng đắc được đạo quả không, vị này có phải bậc thánh nhân không, vị này có phải pháp thượng nhân không. Nếu như mình mà hỏi như vậy thì vì cái lòng ghen tị của một người khác, người ta sẽ gièm pha, người ta sẽ nói rằng ông mà học với vị đấy thì ông sẽ tiêu đời, vị ấy không có những cái pháp thượng nhân ấy. Vậy thì cái việc mình muốn biết được vị ấy có pháp thượng nhân hay không, không phải là mình hỏi một người khác rồi cái người ấy sẽ nói ra cho mình biết là vị ấy có pháp thượng nhân hay không, mà mình cũng không thể hỏi trực tiếp cái vị ấy là ngài có pháp thượng nhân hay không, ngài có chứng đắc được các cái đạo quả đấy hay không, vì cái vị ấy là một cái vị tu tập có những cái pháp thượng nhân thật, thì vị ấy cũng sẽ không bao giờ tự nhận, không bao giờ khoe khoang, không bao giờ gợi mở cho người khác biết rằng mình có pháp thượng nhân hay không có pháp thượng nhân. Vậy thì cái vị ấy chỉ cần đến đấy và vị ấy cần tu tập, bởi vì ấy thấy cái sự tu tập của mình nó có tiến bộ, có thể thành tựu được. Và đôi khi có những cái vị thầy thì đôi khi có cái sự tin tưởng tuyệt đối, biết được rằng là nếu như mình nói lên cái sự thật đối với cái người học trò này, người ấy sẽ có niềm tin và người ấy sẽ học pháp với mình, thì sẽ có một số những người sẽ gợi ý hoặc sẽ nói ra để cho cái người học trò đấy có cái niềm tin. Như là có những cái vị thầy khi dạy những cái pháp thiền, vị ấy có thể ngồi kiết già trên hư không để giảng dạy để cho cái vị đệ tử ấy thành tựu được cái niềm tin, nhưng cái điều đó chỉ là cái thời xa xưa. Còn cái thời bây giờ thì những người mà đã nói ra những cái pháp đấy thì sẽ rất khó để cho một cái người có thể nói ra được cái điều ấy. Và lúc ấy trong cái bài kệ của ngài Buddha Gosa nói rằng vị ấy khéo nói và biết nghe, nói ra lời sâu sắc, không vô cớ buộc ràng. Thế là ý muốn nói về một cái bậc minh sư, một cái vị thầy như vậy. Tức là vị ấy đã là một cái bậc có trí tuệ thì vị ấy có thể diễn đạt, diễn giảng được giáo pháp, chứ không phải là một cái người không biết diễn đạt, không biết diễn giảng, không biết nói ra cái pháp có đầu, có cuối, có hệ thống, có mạch lạc gì cả. Và một cái vị đấy bảo tôi không biết giảng dạy gì hết, tôi không biết thuyết giảng gì hết. Và vị ấy nói nó không có đầu có cuối, thì cái vị đấy cũng là một cái người chưa chắc đã có một cái trí tuệ ổn định. Và vị ấy biết nghe, tức là vị ấy có thể
biết nghe và hiểu được cái sự trình bày của một cái người khác, hiểu được cái người đấy đang muốn có những cái có những cái tư tưởng gì, có những cái hỏi đáp vấn đề gì. Nên là vì ấy khéo nói và biết nghe, biết nói những cái lời thâm sâu sâu sắc đến liên hệ đến pháp suốt thế, và vì ấy sẽ không có cái sự ràng buộc. Như là học với tôi thì phải có cái điều kiện là phải trả tôi những cái khoản tiền, những cái món tiền, hay là phải có nghĩa vụ, phải có những cái trách nhiệm, những vấn đề gì. Tức là với một cái bậc có cái trí tuệ giáo giác ngộ theo cái giáo pháp của Đức Phật, vì ấy không bao giờ mua bán cái Phật pháp. Tức là không bao giờ nói là tôi giảng dạy cái pháp này vì cái danh, vì cái lợi ích gì cho bản thân mình, mà cái vị ấy sẽ giảng dạy tất cả những cái giáo pháp ấy vì cái sự vô vụ nợ. Tức là không bao giờ vì cái lợi ích của bản thân mà thuyết giảng cái giáo pháp này. Không bao giờ có nghĩ rằng cái người ấy cần phải đền ơn, cần phải đáp ơn, cần phải trả ơn, hay là vị ấy sẽ làm cho mình rạng danh, rạng tiếng, có danh tiếng ở trên đời. Thì với một cái vị có một cái sự thành tựu những cái pháp thượng nhân hay là một cái bậc minh sư thì sẽ không bao giờ có cái tư tưởng ấy, không bao giờ có cái sự ràng buộc ấy, không bao giờ có cái trao đổi ấy. Thì có thể căn cứ vào cái bài kệ ấy của ngài Buddha Gosa ở trong Thanh Tịnh Đạo để mình có thể hiểu được là khi đi tìm một cái bậc minh sư như thế nào là bậc minh sư. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phạm Văn Công ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi. Một người lính khi chiến đấu bảo vệ tổ quốc thì bắt buộc phải giết kẻ thù và diệt giặc ngoại xâm thì có phạm phải giới sát sinh không ạ? Nếu có thì quả báo đối với người ấy là như thế nào? Và có gì khác biệt so với hành động giết hại thông thường không ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Cái đương nhiên là khi mà một cái người làm cái việc đấy, làm cái hành động ấy, nó sẽ khởi lên cái tâm bất thiện, nó sẽ có cái hành động sát sinh, có cái nghiệp sát sinh chứ không phải là không có. Nhưng mà cái tâm bất thiện, cái ác ý của cái người ấy nó lớn hay nhỏ, nó còn tùy thuộc từng người. Thì có những cái người ấy chỉ làm theo mệnh lệnh chứ vị ấy không có cái sân hận, vị đó không có cái ác ý, vị đó không có cái hận thù ở trong lòng, mà vị đó chỉ làm cái trách nhiệm, làm bằng cái nghĩa vụ của mình thôi, thì vị ấy sẽ không bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh do những cái hành động ấy. Nhưng nếu như cũng vì cái việc làm ấy mà vị ấy khởi lên cái tâm bất thiện, vị ấy hoan hỷ thích thú với cái sự chết chóc, vị ấy luôn luôn gieo rắc ở trong tâm mình là phải giết nó, phải làm cho nó đau khổ, phải làm cho nó đau đớn, có cái ác ý ở trong lòng rất là mạnh mẽ, thì nó vẫn tạo nên ác nghiệp và vẫn từ cái ác nghiệp ấy mà đọa khổ đau. Vậy thì cái này nó còn tùy theo cái tâm lý của con người chứ không phải là do cái hành động. Cái hành động thì như nhau nhưng cái ý thức thì nó khác nhau, nên cái này nó còn tùy theo ý thức của từng người. Nên là có những người người ta làm đồ tể, người ta làm đao phủ, người ta có thể xử trảm rất là nhiều người trong suốt cuộc đời. Nhưng mà người ta làm theo mệnh lệnh của bề trên, của cấp trên, cho nên là họ ấy cũng không có cái ác ý vì với ai cả, vì người kia lệnh cho mình phải làm thế thì bắt buộc phải làm thế. Là cho nên là có những người người ta làm những cái việc đấy thì người ta cũng không có tội lỗi ác nghiệp lắm. Thời xưa Đức Phật vậy, có một cái vị làm đao phủ chém đầu suốt 50 năm, biết bao nhiêu người. Đến lúc già quá rồi không vác dao lên chém được nữa, thì vua mới cho nghỉ đi về nghỉ hưu. Thế là về gặp Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp cho vị ấy vẫn chứng quả A-la-hán bình thường. Như vậy thì có những người người ta làm những cái tội lỗi ác nghiệp ấy, người ta không, cái tâm lý của người ta không có ác ý thì người ta vẫn không có để lại ác nghiệp. Còn cũng cái hành động, cái việc ấy, nếu người ta có ác ý ở trong đời, nếu có cái ác tâm, dã tâm, cái tâm bất thiện ở trong đời thì người ta sẽ để lại ác nghiệp và để lại chịu, và cái quả báo nó khác nhau so với cái người cố tình cố ý giết một cái người khác ở bên ngoài. Bên ngoài khi mà mình tự động
mình tàn sát một người khác thì cái tội nó rất là lớn, ác nghiệp đấy nó rất là lớn. Còn cái người làm vì cái bổn phận, làm vì cái trách nhiệm thì nó cái ác nghiệp nó ít hơn. Còn nếu như mình không có ác ý thì nó cái ác nghiệp nó lại càng ít hơn nữa. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả MH trên Zoom ạ. Dạ con thưa sư, xin sư cho con hỏi. Nhà con hiện chưa có thờ Phật mà con muốn tụng chú Đại Bi thì mỗi lần tụng con mở hình Phật trên máy tính để trước mặt và tụng có được không ạ? Trước khi tụng chú Đại Bi thì có cần đọc tụng nghi quỹ gì trước khi tụng chú Đại Bi không ạ? Con xin cảm ơn sư ạ. Đây thì sư không có hướng dẫn hay là trong cái pháp này thì không có cái cách hướng dẫn về tụng chú Đại Bi, ở đây chỉ có tụng kinh Bani thôi. Nếu mà một người mà muốn tụng kinh Bani thì có thể trước đó là một cái nghi lễ thì mình cần phải ở một cái nơi trang nghiêm, trang trọng, thanh tịnh, ở ngồi trước một cái bàn thờ, một cái nơi trang nghiêm thành kính để lễ Phật. Xong rồi mình có thể mở sách hoặc là mở trên máy tính hay ngoài sách thì nó cũng thế thôi, hoặc là mình học thuộc lòng rồi sau đó mình tụng đọc. Và cái quan trọng là học kinh thay tụng kinh thì mình phải thứ nhất là tụng cho nó đúng âm đúng chữ, thứ hai là hiểu cho nó thấu đáo cái ý nghĩa của từng cái chữ đó, từng cái câu đó. Chứ pháp của Phật không có cái pháp nào vô nghĩa, không có cái pháp nào chỉ có văn mà không có nghĩa cả. Cái pháp của Phật là có nghĩa, có văn, có phạm hạnh, có cái sự thánh thiện, thuần thiện ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Thì mình cần phải đọc văn và mình cần phải hiểu rõ ý nghĩa của những câu văn ấy, ghi nhớ được những cái văn và nghĩa ấy để mình thọ trì, để mình thực hành, áp dụng và thực hành trong cả cuộc sống, luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác để đoạn trừ những phiền não ô nhiễm tham sân si, để tăng trưởng cái lòng thành kính, để tăng trưởng cái đức tin. Thì đấy mới là cái ý nghĩa của cái việc các cái nghi lễ tụng kinh lễ Phật. Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả không ghi tên ạ. Dạ con kính bạch sư, hôm trước con có nghe sư giảng về vấn đề làm mà không làm, nói mà không nói, nghe mà không nghe, nhưng con chưa hiểu rõ lắm về làm mà không làm ạ. Con kính mong sư ban cho con những lời pháp nhũ, con xin tri ân công đức của sư ạ. Làm mà không làm, ý muốn nói là các cái hành và mình mà nó cái người mà không có chấp trước vào những cái hành động của mình ý, làm ở đây là các cái hành, thì thường thường người ta làm một cái gì đó thì người ta luôn luôn mà có cái tham ái, có cái chấp thủ, có cái chấp trước, có thấy tôi đang làm như là một cái người đó có những cái hành, cái làm thì có những cái việc làm thiện và những cái việc làm bất thiện. Thì những người mà có cái việc làm bất thiện như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu ấy, thì người ta thấy rằng tôi có sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu rồi, vị ấy có cái tà kiến hay có cái chánh kiến trong cái hành động ấy, vị ấy suy nghĩ rằng những cái hành động này không có tội lỗi gì hết và vị đó thản nhiên với những cái hành động ấy. Thì đấy là một cái những cái hành động sẽ để lại cái quả báo cực lớn, nó là vừa ngu si tà kiến lại vừa tội lỗi ác nghiệp, thì sẽ để lại cái quả báo khổ đau lâu dài. Còn có những cái người người ta làm, người ta biết đó là tội lỗi thì người ta sẽ có cái sự hổ thẹn ghê sợ nỗi lầm đấy, người ta sám hối thì cái tội lỗi nó cũng giảm bớt đi. Còn có những cái việc làm thiện, những cái hành động thiện như là giữ giới, như là tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, tu tập, thì đối với những cái người còn vô minh tham ái thì vị trong cái làm ấy, vị đó luôn luôn có cái tham ái chấp rằng tôi đang làm, như tôi giữ giới để tôi bố thí, để tôi cúng giảng, để tôi lễ Phật, tôi tụng kinh, thì do có cái chấp trước vào những cái việc làm ấy cho nên nó để lại những cái nghiệp mà hữu, và vị ấy sẽ đi tái sinh ở trong tương lai vào những cái cõi lành. Thì đó là cái người gọi là làm mà có làm, làm ác mà có làm ác, làm thiện thì có làm thiện và nó để lại nghiệp. Còn đối với này một cái bậc làm mà không làm, làm mà không làm thì đó chỉ là một cái bậc đã giác ngộ viên mãn, là một cái bậc A-la-hán đã đoạn trừ hết các nậu hoặc rồi, thì mới có được cái hành động làm mà không làm này,
thì cái vị ấy chỉ thấy được cái năm uẩn của mình nó đang hành động, nó đang lễ Phật, và cái sắc thọ tưởng hành thức ấy nó luôn luôn sinh diệt. Nó lễ Phật xong thì nó sinh lên rồi nó diệt ngay tại đó, nó không còn tham ái, không có thấy tôi đang lễ Phật hay là vị đấy bố thí, vị đấy thể thấy năm uẩn này nó đang trao cái sắc tứ đại này cho năm uẩn kia, chứ nó không thấy có tôi bố thí, nó không thấy có vật bố thí, không thấy có người bố thí, nó không có cái tưởng chi ở trong cái tôi, cái tự ngã của tôi, của người tự ngã của người, hay là những cái vật cái tự ngã của nó nữa. Rồi vị ấy làm cái gì cũng vậy, vị ấy có làm đến chức gì cũng vậy, hay là vị ấy thấy tất cả mọi người làm cái gì cũng vậy, nó chỉ là năm uẩn mà thôi. Như ở ngoài đời thì người ta thấy là tôi làm công an, tôi làm bác sĩ, tôi làm giáo viên, tôi làm công nhân, tôi làm tổng thống, tôi làm chủ tịch, thì nó sẽ chấp trước vào cái hình tướng đấy, thì cái người đấy là cái người có chấp vào những cái làm. Còn nếu với trí tuệ của bậc giác ngộ thì không có cái ai là vua, ai là chúa, ai là chủ tịch, ai là cái chức quyền chức vọng gì hết, mà vị đó chỉ thấy có cái sắc thọ tưởng hành thức của cái người này nó đang hiện hữu ở đấy, rồi nó diệt đi ở đấy, rồi nó lại sinh ở đấy, nó lại diệt ở đó, cho nên là vị đó mới không có cái chấp trước gì. Vậy cái làm mà không làm là ở cái tuệ giác thấy ra được các cái sự thật tột cùng như vậy, thì cái vị đấy mới không có mới luôn luôn dửng dưng với tất cả các cái hành động của mình và dửng dưng với tất cả những cái hành động của người khác, là không có tham ái với hành động của mình, không tham ái ngã mạn hay chấp trước với hành động của bên trong hay bên ngoài hay là quá khứ hiện tại tương lai gì hết, vì vị đó thấy ra được các cái sự thật tột cùng nó sinh diệt như vậy, nó vô thường, nó vô ngã như vậy. Vậy thì cái vị đấy đạt được cái trí tuệ thấy ra được cái sự vô ngã ấy thì mới có cái gọi là làm mà không làm. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Quốc Trung. Con kính thưa sư, trong đợt dâng y ca thi lá vừa qua, con có dịp được xem và quan sát kỹ lưỡng cái y áo mà quý chư tăng thường mặc. Về cơ bản, nó là hai miếng vải to để cuốn quanh người. Con thấy nó giống với y phục của một số đồng bào, dân tộc thiểu số. Con từng được biết, chỉ khác là nó đơn sắc không nhiều màu mè. Y phục của những người đồng bào mà con biết cũng gần như vậy. Họ chưa biết cắt may vải thành ống tay, ống quần, nên y phục của họ cũng chỉ có hai tấm vải, một tấm to để quấn thân và một tấm nhỏ để đóng khố. Vậy nên con xin được hỏi là, có phải là ở trong thời của Đức Phật, khi con người còn đang sống trong những bộ lạc, lên hình ảnh của y áo của Đức Phật và chúng tăng là hình ảnh y áo của bộ lạc trong thời kỳ của Đức Phật có đúng không ạ? Con xin tri ân công đức của sư ạ. Thời Đức Phật hay là cái văn hóa thời đấy, ngay cả những người dân thường người ta cũng mặc một cái vải người ta cuốn trên người thế này là nhiều hơn là cái cách mà người ta cắt thành những cái ống tay ống chân hay là những cái cách cắt may một cách rườm rà. Nhưng mà không phải là hoàn toàn, không phải tất cả dân chúng đều mặc theo như thế, thì đại đa số mọi người thì cũng mặc theo một cái cách đơn giản giản dị như vậy. Thời ngày xưa kỹ thuật khâu may không có tân tiến và phát triển như bây giờ, nên là cái việc may mặc cắt may thì đối với những giai cấp quý tộc vua chúa thì người ta vẫn có những cái trang phục nó cầu kỳ, nó rườm rà, nó phức tạp hơn. Còn đối với những cái người dân chúng bình thường thì thường mặc những một cách đơn sơ hơn, đó là dùng cái tấm vải nguyên khổ vậy, có thể là cuốn trên người, cuốn trên cuốn dưới, thành y trên y dưới như vậy. Thì cái này nó rất là nhiều, kể cả ngay bây giờ Ấn Độ vẫn còn rất nhiều nơi, nhiều vùng và nhiều cái dân tộc vẫn còn ăn mặc theo lối cách đấy. Thì thời Đức Phật cũng vậy, Đức Phật cũng chủ trương chú trọng về cái cách ăn mặc đơn giản nhất có thể, hoàn toàn rất là đơn giản. Thì cái mặc nó chỉ là cái phương tiện để che thân thôi. Như lúc đầu thì Đức Phật không có quy định, không có chế định ra là phải may theo một cái hình thức cố định nào cả. Đức Phật chỉ dạy là hãy đi đến, hãy nhặt vải mà người ta quăng bỏ đi ở đống rác, ở tha ma, về giặt rẽ, giặt rũ cho sạch sẽ đi, rồi có thể cắt may lại cho nó vuông vắn lại, rồi làm y để mà mặc. Chứ Đức Phật chưa quy định là phải nhuộm màu gì hay là phải mặc thì thế nào nó đúng
Nhưng sau này thì khi tăng chúng phát triển hơn rồi thì Đức Phật đã quy định chặt chẽ hơn, đó là may y nó phải theo đúng khổ khuôn phép, tức là cái vải không được để nguyên khổ như vậy mà phải cắt ra, cắt rời hết nó ra, sau đó mới khâu mới vá nặng. Thì Đức Phật một lần đi ở ngoài ruộng, chỉ ra cái mảnh ruộng đấy mới nói ngài A Nan là hãy chế những cái bộ y giống như cái thửa ruộng này, vì một người xuất gia tượng trưng cho những cái ruộng phước điền cho các hàng thí chủ cúng giảng để gieo những cái hạt giống công đức phước lành cho đời sau, cho nên hãy chế cái y giống như cái thửa ruộng phước điền ấy để cho những cái vị tỳ kheo ấy ghi nhớ rằng mình phải sống thế nào cho nó xứng đáng là một cái mảnh ruộng phước điền khi mình đang thọ nhận cái sự cúng giảng của thí chủ, làm sao để cho thí chủ được công đức phước này, để những người xuất gia có cái sự thức tỉnh mà thực hành giới định tuệ cho nó miên mật. Thế thì từ đấy mà đi mới có cái hình thức là cắt y theo những cái mảnh và khâu ráp nặng theo những cái mảnh ruộng phước điền như vậy. Thì đấy thì là cái hình thức mà cắt y ra, là để cũng có một cái ý nghĩa nữa là để cho cái tấm vải đấy nó mất cái giá trị của nó đi. Thì có những cái tên cướp trộm ấy, đôi khi nó thấy những cái vị mà mặc trên mình những cái tấm vải nguyên khổ mà có giá trị thì nó sẽ hay ăn cướp. Nên là khi cắt ra rồi thì cái vải nó được cắt vụn ra rồi ấy, thì nó vô giá trị đối với này, những người đời, người ta không còn giá trị gì nữa, vì người đời người ta mặc, người ta để nguyên khổ vậy cơ thì nó mới đẹp, còn cắt ra thành từng mảnh nhỏ rồi khâu lại thì nó không còn trông, nó không còn đẹp nữa, nên người nó không còn giá trị đối với người đời, cho nên là ít bị trộm cướp, ít bị trộm cắp hơn. Thì đấy là cái y của các vị tỳ kheo thì là một cái mảnh vải vuông vậy thôi, nhưng mà nó được cắt ra thành những cái mảnh nhỏ và khâu ráp lại với nhau, và nó có cái ý nghĩa tượng trưng như cái mảnh ruộng phước điền. Thì nó cũng thời ở ngoài xã hội thì cũng có người người ta ăn mặc gần gần giống như vậy. Sau này người ta cải cách lên, các vị tỳ kheo thì cũng mặc như thế, nó cũng tương tự như cái văn hóa Ấn Độ thời đấy, nó cải cách đi một chút thôi, nhưng mà thực ra thì cái mặc này nó không quan trọng, nó chỉ là cái phương tiện để che thân. Và người nào mà vẫn duy trì được cái y từ thời Đức Phật thì thấy vẫn có cái sự hoan hỷ, vẫn có cái sự trang nghiêm, vẫn không bao giờ bị lỗi thời, không bao giờ lạc hậu cả. Cái trang phục ấy vẫn là một cái gì đó rất là thiêng liêng quý báu. Dạ con thưa sư, con xin đặt câu hỏi của hành giả Mani Nana trên Zoom ạ. Con kính thưa sư, con đang thực hành pháp thiền liệm ân Đức Phật bằng tiếng Bali theo sự chỉ dạy của sư trên một bài pháp. Khi đã thuần thục hết 9 ân đức thì con chỉ niệm cả bài bằng tiếng Bali. Tuy nhiên, khi niệm như vậy thì nội dung chi tiết của từng ân đức sẽ thoáng qua rất nhanh. Con mong sư chỉ dạy cụ thể lại cho con ạ. Con kính tri ân sư ạ. Đầu tiên là mình phải niệm từng ân một, ví dụ niệm ân thứ nhất Arahang, phải tác ý đến ý nghĩa của ân ấy, thì Đức Thế Tôn là bậc đã đoạn trừ hết tham sân si và các tiền khiên tật nên ngài xứng đáng được cúng giảng. Và lúc đầu ấy thì cái ân đức ấy sẽ niệm một cách chậm chậm, nhưng khi nó thuần thục rồi nó chỉ cần thoáng qua nó cũng thấu hiểu được cái ý nghĩa này, chứ không cần là phải quá là chi tiết. Rồi khi thuần thục rồi mình niệm đến ân đức thứ hai, đến khi mình niệm cả 9 ân đức và ân đức nào cũng có những cái ý nghĩa đi kèm theo, và lúc đấy nó chỉ cần thoáng qua là đủ, là được, nó cần đủ hiểu là được rồi, và cái tâm nó sẽ hiểu những ý nghĩa đó một cách rất là nhanh nhẹn. Và nếu như nó được thực hành một cách có thuần thục thì mình cũng không cần phải đi chậm, cứ niệm nhanh không sao hết, miễn là cái tâm nó không bị quên ý nghĩa đấy, nó vẫn thoáng qua, vẫn gợi nhớ được cái ý nghĩa đấy là được rồi. Nhưng cái bước đầu phải niệm rất kỹ từng ân một, ân nào cũng thuần thục rồi mới được thêm một cái ân thứ hai, rồi thêm vào ân thứ ba, rồi dần dần niệm cả 9 ân vẫn được chứ không sao, cứ tiếp tục mà niệm như vậy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Vân Anh. Dạ con thưa sư, thế nào là chỉ quán song tu ạ? Con kính tri ân sư ạ. Chỉ quán phong tu thì sẽ có ý nghĩa là như là một cái người thực hành thiền định,
Trước tức là cái người đấy gọi là đi theo cái pháp môn chỉ quán hành giả, thì đầu tiên là thực hành thiền định, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay tứ chứ thiền bát định đó. Thì từ cái giai đoạn vị ấy chứng được các tầng thiền rồi, vị ấy sẽ bước sang thực hành thiền quán. Trước mỗi khi thực hành thiền quán, trước khi thực hành thiền quán, vị ấy luôn luôn nhập vào các tầng thiền, như nhập vào tứ thiền cho đến khi cái định nó sung mãn lên, rồi vị ấy xuất ra khỏi tứ thiền, rồi vị ấy thực hành quán về danh sắc. Thì trong lúc quán về danh sắc, tâm nó không còn ở trong tầng thiền an chỉ định nữa, mà lúc đấy nó vẫn đang ở cái sát na định. Cùng với lại cái tuệ quán thấy danh sắc này thì nó vẫn là chỉ quán song tu, với cái người đấy thực hành định trước về tuệ sau, thì đấy được gọi là chỉ quán song tu. Còn một người thì thực hành về thuần quán, thuần quán thì vị ấy không thực hành vào các tầng thiền, vị ấy có thể chứng cận định hoặc là sát na định, sau đó vị đấy sẽ phân biệt danh sắc. Và khi vị ấy thấy được danh sắc ấy thì bắt đầu tâm nó cũng có một chút sát na định. Và cái sát na định ấy nó mới khiến nó mới có đủ cái nimitta, cái ánh sáng để cho vị đấy thấy danh và sắc chân đế. Thì lúc đấy cũng là chỉ quán song tu. Thì chỉ quán song tu thì nó có hai ý nghĩa, một là chỉ ở đây là an chỉ định, thì cái vị ấy không ở trong an chỉ định thì không thể có cái tuệ quán được, mà vị ấy phải xuất ra khỏi an chỉ định thì vị ấy mới có thể quán được. Thì vậy nên là gọi là vị ấy vừa tu thiền định vừa tu thiền tuệ thì cũng được gọi là chỉ quán song tu. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phật tử tại gia. Dạ con thưa sư, con có giấc mơ là tiền kiếp của con là một vị sư mắc tội giết người. Đông người đến chia sẻ cùng bảo và bảo con chạy trốn. Con biết giấc mơ đó 99% là không thực, nhưng trong con luôn băn khoăn về nó. Có vị nói, con kiếp này được làm người là do kiếp trước có tu, khi hết phúc kiếp tu trước thì sẽ bị đọa. Nếu như vậy là thật thì kiếp này con phải làm gì để không bị đọa? Con kính chiên sư ạ. Mấy cái đấy nó chỉ là những cái ảo tưởng, nên bỏ ngay đi. Như khi nào mình có một cái giấc mơ ác mộng, có những cái ác mộng đấy thì mình cũng hãy buông ngay, quên ngay, không được gợi nhớ, không ghi nhớ, cũng không nên kể lể cho người khác, để người ta trau dồi cho mình những cái tư tưởng tà kiến, thì lại sinh ra bất an, lo lắng, sợ hãi. Như vậy thì càng không tốt. Mình đã si mê rồi, mình lại đi tiếp thêm cái si mê của người khác vào nữa, thì nó lại càng tăng trưởng cái si mê lên, chứ được cái lợi ích gì đâu. Nên là hãy buông bỏ cái gì cả, những cái người khác nói những cái đấy cũng chỉ là cái ý nghĩ của người ta, chỉ là cái suy nghĩ suy luận mông lung bậy bạ người ta, thì mình đừng có bị chấp vào đấy, đừng có bám chấp vào đấy, tâm sẽ luôn luôn bị bất an, luôn luôn bị trạo hối, và đó cũng là cái tâm bất thiện. Mình không dứt bỏ được cái tâm bất thiện ấy, mình cũng bị vì cái tâm bất thiện ấy nó sẽ làm cho mình trở nên hạ nhiệt, nó trở nên mất hết cái trí tuệ sáng suốt đi. Và nếu như mà nó cứ những cái đấy nó cứ làm cho mình bị tiêu cực hàng ngày ngày, cái tiêu cực thì nó sẽ làm cho cái tâm lý ý thức của mình càng lúc càng trở nên bị rối loạn hơn, bị ảo tưởng tăng lên, và những cái tâm bất thiện nó bị tăng lên nhiều. Do vậy nên hãy quên hết nó đi, buông xả nó đi. Và hãy coi nó là vô thường, không phải là ta, không phải của ta, thì để cho cái trấn an cái tâm lý nè, và sẽ chánh niệm tỉnh giác trong mọi cái oai nghi đi đứng nằm ngủ. Vậy thì hãy phải biết thực hành những cái pháp thiền bảo hộ, như thiền giải tâm từ, thiền niệm về sự chết, và hay là thiền niệm hơi thở, thì để cho tâm mình nó luôn luôn được bình an do mình an trú trên những cái pháp thiền đó. Luôn chánh niệm tỉnh giác ở mọi lúc mọi nơi nữa, để tâm mình nó không bị chi phối, nó không bị an trú ở trong những cái tư tưởng tiêu cực bất an đấy. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Huy. Con bạch sư, con đọc trong kinh điển thường rất hay lặp lại đoạn văn này, đó là khi các ngoại đạo đang nói chuyện phù phiếm mà có Đức Phật đi tới thì họ nói như sau: Các tôn giả hãy nhỏ tiếng, các tôn giả hãy đừng làm ồn. Nay Sa môn Gotama đang đến, ngài ưa mến sự trầm lặng,
Vị đại đức này tán thán sự trầm nặng. Nếu biết chúng này trầm nặng, ngài có thể ghé đến đây. Nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo liền im lặng. Con thấy có sự đối lập giữa các nhà, giữa các ngoại đạo, là họ thích ham vui nói chuyện, còn Đức Phật thì ngài thích trầm lặng và sống trong trầm lặng. Ngài ca ngợi sự trầm lặng. Vậy, kính bạch sư, con muốn hỏi là sự trầm lặng trong đời sống tu tập thì có tầm quan trọng như thế nào? Và đối với chúng con là những người tại gia vẫn còn thói quen thích vui, thích ham mê tụ tập, nói chuyện, thì làm thế nào để có thể tập cách sống trầm lặng được ạ? Con xin chiên sư ạ. Cái cách trầm lặng ở trong giáo pháp của Đức Phật, và Đức Phật có cái sự giáo giới, có cái sự huấn luyện, có cái sự nhắc nhở đến cái hội chúng mà tu trong giáo pháp của Đức Phật rất là nhiều. Thì cái vị đấy mỗi khi hội họp với nhau thì một là đàm luận về Phật pháp. Thì cái người ta đàm luận về Phật pháp không phải là cái sự náo rộng, náo nhiệt ồn ào. Ở đấy không phải là cái pháp bất thiện. Người ta có thể khi gặp nhau, cái vị ấy có thể trao đổi về Phật pháp thì vẫn là những cái pháp của các bậc thánh nhân. Thì vị ấy sẽ nói về giới, nói về định, nói về tuệ, nói về giải thoát, nói về những cái thiện pháp, nói về những cái thiện nghiệp. Chứ các vị ấy khi gặp nhau, vị ấy không nói những cái chuyện phù phiếm ở ngoài đời, không nói những cái câu chuyện với bàn luận với nhau về những cái chuyện ở thế tục. Còn thường thường các cái ngoại đạo thì người ta không có cái chánh niệm, người ta không có cái chánh kiến, người ta không có những cái chánh pháp để giáo dục, để huấn luyện con người ta nói những cái lời có lợi ích chân chánh. Cho nên là người ta rảnh rỗi gặp nhau thì người ta hay nói những cái chuyện phù phiếm, những chuyện ngoài đời, giống như cái người thế gian, người thế tục bây giờ cứ gặp nhau là nói về những cái chuyện danh lợi, nói về những cái chuyện tình cảm yêu ghét, nói khen người này chê người kia, nói về những cái chuyện phù phiếm, những cái chuyện nhảm nhí, phim chuyện vô ích, những cái chuyện thời sự, chuyện kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, du lịch, thể thao, vân vân. Thì những cái chuyện đấy cũng đều được gọi là những cái chuyện phù phiếm nhảm nhí vô ích hết. Thì trong giáo pháp của Đức Phật thì dứt bỏ, buông bỏ, buông xả, không bận tâm, không quan tâm đến những cái chuyện thế sự được mất hơn thua ở trên đời ấy, mà chỉ quan tâm đến những cái chuyện suốt thế thôi, để những cái tư tưởng gì, những pháp môn, những giáo pháp gì để đoạn trừ được những phiền não, đoạn trừ được những khổ đau. Thì các vị ấy có thể bàn luận, đàm luận với nhau về Phật pháp thì điều đó được phép. Còn nếu như các vị ấy không có cái vấn đề để đàm luận với nhau thì thực hành thiền chỉ quán, thì các vị ấy im lặng giữ chánh niệm tỉnh giác trong các oai nghi đứng nằm ngồi, hoặc các vị ấy thực hành những cái pháp thiền mà mình đang thọ chỉ đang thực hành, hoặc những vị nào đã thực hành viên mãn rồi thì vị ấy trú trong những cái thiền quả, trong những cái thiền nạp của mình, trong những cái thiền siêu thế của mình. Cho nên là các vị ấy không bận tâm đến những cái những câu chuyện ở trên thế gian, nên các vị ấy không bàn luận, không đàm luận những cái pháp ở đời. Với một cái người nào có hiểu giáo pháp, có sự tu tâm thì các vị ấy sẽ sống như vậy. Là nếu mà thấy một cái hội chúng nào có cái sự náo nhiệt, có cái sự ồn ào, có cái sự thích nói về những cái chuyện phù phiếm, thế tục, nhảm nhí, vô ích, đùa giỡn, bỡn cợt, cười cợt, náo rộng ấy, thì những người có cái tâm tu tập sẽ tránh xa những cái hội chúng ấy. Các vị ấy không bao giờ kết thân, không bao giờ đến gần, không bao giờ tham gia vào những cái hội chúng phù phiếm, nhảm nhí, vô ích ấy, mà cái vị ấy sẽ tránh xa, sẽ xa lánh. Còn nếu như mà thấy những cái hội chúng nào mà có cái sự trầm tĩnh, có cái sự im lặng, thì các vị ấy có thể sẽ đến nhưng không phải là đến để chơi, đến không phải là đến để xã giao, không phải là đến để giao lưu, không phải là đến đấy để mà hỏi han những cái chuyện riêng tư của nhau, mà các vị ấy có thể đến để trao đổi về pháp tu tập. Các vị ấy có thể đến để đàm luận về Phật pháp với nhau thì hãng đến, chứ không phải là đến đấy để các vị ấy kết thân, kết giao, xã giao như những người bình thường. Thì cái người biết tu tập là như thế. Một là hãy sống im lặng, chánh niệm, tỉnh giác. Vậy thì mình ấy cần phải thọ trì những cái pháp thiền nào đấy thì mới có chánh niệm, tỉnh giác.
Một cái người mà nói chưa tôi chẳng biết tu tập một cái pháp thiền gì cả, thì vị ấy không bao giờ có chánh niệm tỉnh giác được. Chỉ có những người nào có học một cái pháp thiền, có thực hành một cái pháp thiền nào đấy, thì vị ấy mới có thể có được chánh niệm tỉnh giác, và vị ấy có thể giữ được cái chánh niệm tỉnh giác ấy, thì vị ấy sẽ hoan hỷ thích thú trong cái sự tĩnh lặng, trong sự im lặng, và xa lánh những cái nơi ồn ào náo rộn không cần thiết. Dạ con thưa sư, con xin là câu hỏi của hành giả pháp danh Trí Thanh. Chúng con kính bạch sư, việc dâng y ca thi lá với những người không được đăng ký trước có được tiếp nhận không thưa sư? Con nghe nói việc dâng y ca thi lá có người phải đăng ký trước từ 5 đến 10 năm. Con tự hỏi người Phật tử như con không được đăng ký trước có được hưởng niềm vui dâng y ca thi lá này như những người khác không? Con cảm ơn sư đã trả lời câu hỏi của con. Sa-hu, sa-du. Tại vì mỗi một ngôi chùa có một cái hội chúng an cư, dù là một vị hay là một tăng đoàn an cư ở trong đấy, thì cái ngôi chùa ấy chỉ được thực hành dâng y ca thi lá có một lần trong một cái năm đó, và một lần duy nhất trong một cái tháng dâng y ca thi lá ấy. Và cái dâng y ca thi lá ấy thì chỉ có một tấm y, chỉ có một lá y là được gọi là y ca thi lá mà thôi, chứ không phải là có nhiều tấm y ca thi lá. Có nhiều tấm y cũng chỉ là những tấm y thường, và chỉ có một tấm y ca thi lá, thì cái tấm y đấy có thể nó do một thí chủ tác bạch dâng cúng, hoặc là nhiều thí chủ cùng cùng gọi là đồng thí chủ cùng dâng cúng cái tấm y ca thi lá ấy cũng được. Nên là có những cái một tấm y ca thi lá ấy có thể là, và cái tấm y ca thi lá nó thành tựu do các vị tỳ kheo không có gợi ý, không có khuyến khích, không có nói các Phật tử là hãy dâng y ca thi lá cho tôi, mà đó là do sự tự nguyện của các thí chủ. Các thí chủ sẽ tự nguyện đến tác bạch rằng trong luật Đức Phật cho phép dâng y ca thi lá đến các vị tỳ kheo sau khi an cư, vậy con xin được làm thí chủ để dâng y ca thi lá trong cái năm nay, mong sư hoan hỷ thọ nhận. Có thể là cái vị thí chủ ấy có cái sự tác bạch trước như vậy, cho nên được chấp nhận, được cái những cái vị tỳ kheo ở cái ngôi chùa ấy chấp nhận, đồng ý cho cái vị thí chủ ấy là cái người thí chủ chính dâng cái tấm y ca thi lá ấy. Thì ngoài cho nên cái buổi lễ dâng y, ngoài cái thí chủ ấy ra sẽ có rất nhiều những thí chủ khác nữa đến dâng y và các vật dụng. Có thể là vị ấy sẽ đến, như vị ấy sẽ dâng những tấm y khác, thì cái tấm y mà ngoài cái tấm y ca thi lá ấy thì nó là tấm y thường, nó là dâng y thường chứ không phải là y ca thi lá, nhưng vị ấy có thể hoan hỷ theo cái vị thí chủ kia, đó là đồng hoan hỷ theo, hoặc là vị ấy có thể đến để trở thành đồng thí chủ với cái vị thí chủ chính ấy, nếu như vị thí chủ ấy đồng đồng ý. Vị nói là hãy cho tôi cùng làm thí chủ với đạo hữu để tôi được dâng y ca thi lá, thì một cái tấm y ca thi lá ấy có thể chia làm 2 người, hoặc là 3 người, hoặc là 10 người, hoặc là 100.000 người cũng được. Mỗi người đóng góp một chút tịnh tài để sắm lên cái y ca thi lá ấy, và chỉ có một tấm y ấy được gọi là y ca thi lá thôi, nhưng mà cái phước thì nó đồng đều nhau như nhau. Nếu như người ta hoan hỷ xa thú thì cái người thí chủ với những người đến dự đều có cái sự thành tựu về công đức là như nhau, chứ không phải là không như nhau. Còn tại vì nhiều chùa vì chỉ có một cái người thí chủ ấy tác bạch dâng rồi, và cái người tác bạch lần đầu tiên được gọi là đại thí chủ, và những người sau thì cũng là những thí chủ nhưng mà cùng đồng ở trong thí chủ ấy, và cái vị ấy muốn rằng mình sẽ làm đại thí chủ cơ, thì vị ấy lại phải đăng ký là năm sau sẽ người đến người này, rồi năm sau đến người khác, cho nên là có những người phải đăng ký 10 năm, 20 năm mới đến lượt mình để làm đại thí chủ ấy. Còn có những chùa thì cứ cho mọi người làm chung hết như vậy, ai cũng như ai đều là đồng thí chủ hết, không phải là ai là một cái người đặc biệt là đại thí chủ hết, thì mình có thể đến chung với nhau vậy, làm chung với nhau, thì đấy nó gọi là đồng thí chủ.
thì bao nhiêu người cũng như nhau vậy, nhưng mà đi khi nên dâng cái lá y đấy thì có thể sẽ theo cái hình thức là bốc thăm, người nào bốc được là mình sẽ nên dâng y thì người đấy sẽ nên dâng. Thì chỉ có một tấm y, chỉ cần một người dâng thôi, mọi người sa thú đồng tình hoan hỷ theo. Vậy thì cái buổi lễ dâng y hôm đấy mình có thể đến dự, có thể đến dâng những cái y khác, hoặc mình có thể cùng tham gia, đều được hết. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Nguyên Mỹ. Dạ con thưa sư, hành động nhận hối lộ thì có được coi là phạm giới trộm cắp không ạ? Con xin tri ân công đức của sư và ban tổ chức ạ. Sahu sadhu. Cái hành động hối lộ này nó ám chỉ, nó ẩn ý cho một cái việc gì? Cái hành động hối lộ như là cái người đấy nhận hối lộ rồi sẽ cái vị ấy sẽ để cho một cái người tội lỗi, người ta tránh tội lỗi, những cái người đấy người ta ăn trộm hoặc người ta ăn cắp, người ta bị bắt, bị công an bắt, rồi cái tên ăn trộm ăn cắp đấy hoặc người nhà của người đó đem một cái khoản tiền đút nó cho cái người có quyền lực ấy, nói rằng hãy thả cái người này, từ người có tội trở thành người vô tội này ra, thì cái đấy mới được gọi là hối lộ. Cái đấy, những cái hành động tương tự như vậy, hối lộ để mình tránh bị trừng phạt, những cái để mình tránh những cái luật pháp, thì cái hành động ấy là một hành động tội lỗi, vì mình bao che đồng phạm với lại những cái người hối lộ ấy. Vậy thì cái người hối lộ ấy, người ta phải có cái mục đích gì đó, tốt hay là xấu, nó còn căn cứ vào cái điều đấy thì mới được gọi là hối lộ. Còn đôi khi thì có những cái người, người ta chỉ tặng quà cho nhau thôi, người ta vì cái lòng kính trọng, vì cái sự quý mến, vì cái sự ngưỡng mộ, vì là cái người này là một cái người cán bộ tốt, người này đem lại cái hạnh phúc, cái lợi ích, cái an vui cho bản thân họ hoặc là cho cộng đồng này, vì cái lòng trân trọng ấy cho nên người ta tặng quà. Thì cái đấy mình nhận thì nhận, hay không nhận thì tùy mình. Ví dụ có những người thanh niêm, niêm khiết, niêm chính, người ta nghĩ là ôi bây giờ mình nhận này thì thiên hạ người ta sẽ nghĩ mình là hối ăn nhận hối lộ, thì người đấy có thể từ chối, hoặc là người đấy nghĩ rằng là vì trân trọng cái tấm lòng của người khác cho nên là nhận để tăng cái thân tình, thì người ta ở trong cái trường hợp đấy thì không không phải là không có tội lỗi, không có cái sự bao che cho tội phạm. Vậy thì cái này nó còn tùy vào từng cái hành động, cái công việc và cái người hối lộ ấy, và cái mục đích của cái sự hối lộ và cái sự thọ nhận hối lộ ấy cho cái việc gì thì mới quy nó vào là có phạm vào trộm cắp hay là không. Chứ không phải cái nào cũng là hối lộ, không phải cái nào cũng là trộm cắp, mà có những cái nó không phải là trộm cắp nhưng mà nó là đồng lõa là cái sự với những người tội lỗi. Còn có những cái thì nó chẳng phải là tội lỗi gì, cái đấy mình không thể nào nói chung chung được. Dạ con thưa sư, các câu hỏi còn lại con xin để lại buổi sau ạ. Mọi người hồi hướng. Idam me punyam asavakkhajam vaham hotu. Idam me punyam nibbanasa pacchajo hotu. Mama punya bhagam sabbasatthanam pacchemi tesabbe medamam punya bhagam napandu sadu sadu sadu.